nhận định soi kèo bóng đá Liverpool với Burnley. 3 giờ ngày 22 tháng 1, đá bù vòng 18 giải ngoại hạng Anh. Với việc rơi xuống vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, The Kop không được phép để mất điểm thêm nếu như vẫn muốn đua vô địch. Cập nhật thông tin, đội hình ra sân, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Liverpool đang trong giai đoạn khó khăn với những kết quả kém cỏi liên tiếp và tụt lại ở cuộc đua vô địch. Họ phải sớm trở lại đường đua nếu không muốn tình hình đi quá xa. Rất may là trong lúc khác điểm thế này, The Kop được gặp con mồi quen thuộc Burnley. Đây đang là thời điểm Liverpool đạt phong độ kém nhất từ đầu mùa. 4 trận Premier League gần nhất, họ đều không thắng, trong đó nhận một thất bại, với việc đánh rơi tới 9 trên tổng số 12 điểm tối đa. Không những đánh mất ngôi đầu, Liverpool giờ còn phải bám đuổi với khoảng cách khá xa. Rõ ràng nhà đương kim vô địch đang gặp rất nhiều vấn đề, không chỉ ở việc hàng thủ tan hoang vì chấn thương, khiến họ không còn nổi một trung vệ thực thụ nào để sử dụng ở các trận đấu mới đây như trận hòa MU 0-0 hay thua Southampton 0-1. Nhưng thực tế là trong 6 trận gần nhất tại đấu trường ngoại hạng, Liverpool chỉ thủng lưới 3 bàn, một thành tích khá tốt, phần vì sự nỗ lực của các cầu thủ đóng thế ở vị trí trung vệ như Fabinho, Henderson, phần vì hàng tiền vệ The Kop đã làm rất tốt nhiệm vụ phong tỏa, không cho đối thủ có nhiều cơ hội lên bóng. Nhưng những cố gắng ở hàng phòng ngự không thể giúp họ tiến lên, bởi hàng công Liverpool đang cùn mòn đi thấy rõ. 4 lần ra sân mới đây ở Premier League, Liverpool mới ghi nổi một bàn kể từ màn vùi dập Crystal Palace 7-0. Cỗ máy tấn công từng nghiền nát mọi đối thủ giờ im bặt. Sự lẻ loi của Sadio Mane, mệt mỏi của Mohamed Salah và phong độ kém cỏi của Roberto Firmino khiến mối liên kết giữa họ gần như bị bẻ gãy, dẫn đến thành tích chung đi xuống. Khi Man City đang tăng tốc trở lại với mạch 15 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó thắng 12, Man United, Leicester và cả Tottenham vẫn sẵn sàng gây áp lực thì Liverpool phải trở lại mạch thắng từ hôm nay. Và rất may cho họ, Burnley xuất hiện đúng lúc như một cứu tinh cho thầy trò Jurgen Klopp, bởi đội bóng nhỏ bé này thường xuyên trở thành con mồi của Liverpool. 5 lần gặp nhau gần nhất, Burnley thua tới 4 và nhận tổng cộng 13 bàn thua, trung bình 2,6 bàn trận. Burnley đang vùng vẫy trong nỗ lực trụ hạng. Dĩ nhiên là họ rất quyết tâm qua từng trận đấu, nhưng đội bóng nhỏ bé này vừa ít ngôi sao, lối chơi vừa đơn điệu nên họ không thể tạo ra nhiều nét tích cực. 2 trận gần nhất, Burnley toàn thua, trong đó ở trận thua MU thì suốt 90 phút họ không sút trúng khung thành được lần nào. Hàng phòng ngự vẫn chơi rất kiên cường, chỉ thủng lưới 22 bàn, nhiều hơn Liverpool đúng 1 bàn và ít hơn 6 đội xếp trên Burnley. Song do hàng công quá hiền lên lúc này, Burnley mới có nổi 9 lần làm rung mạnh lưới đối phương. Xét về khả năng tấn công, họ kém nhất giải đấu. Vị trí thứ tư từ dưới lên, ngay sát nhóm rớt hạng, đã phản ánh chính xác nhất thực lực của Burnley. Vì thế trong lần gặp gỡ này, Liverpool xem ra không phải quá lo về hàng phòng ngự. Vấn đề là liệu họ có thể kích hoạt lại hàng công tập tịch trước Burnley. Kỳ vọng đang được dành cho Firmino, người rất mắn bàn thắng trước mảnh lưới Burnley khi anh ghi 4 bàn trong 4 lần gần nhất đụng độ đội bóng chủ sân Turfmoor. Khi mà Diogo Jota chưa thể trở lại vì chấn thương thì Firmino nên nắm bắt những cơ hội như thế này, trước là để cứu nguy Liverpool, sau là cứu chính chỗ đứng của anh tại sân Anfield. Dự đoán tỷ số, Liverpool thắng 1-0.